Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng như em. Hôm nay bên em về cho anh em một mẫu xe rất là đặc biệt, rất là đẹp luôn. Con đây là con Samsung nha em, Samsung SM3. Xe thì được sản xuất năm 2010 với động cơ dung tích là 1.6 nha em, nhập Hàn Quốc nha em. Đấy, con này thì nó cùng phân khúc với lại Cru với lại La City rồi đó em, nhưng mà con nó lành tính rất là thành luôn. Đấy. Lành như Vios luôn nha em, xe chạy cực kỳ lợi xăng, êm ái cực kỳ. Đó, chạy cách âm rồi phải nói là rất là tốt luôn. Ừ, cách âm tốt, côn số nhẹ nhàng, xe này tay lái trợ lực điện nha em, tay lái trợ lực điện, bốn phanh đĩa, phanh ABS đầy đủ này, hai túi khí hai bên. À, điều hòa âm thanh loa đài đầy đủ. Nói chung xe thì rất là đẹp, màu đen nha em. Sản xuất năm 2010, khá một năm nha em, khá một năm. Ừ, xe rất là đẹp anh em ơi, form dáng rất là đẹp luôn, form dáng phân khúc là như nó như Camry luôn anh em. Đấy, form dáng nó dài mà nó rộng lắm. Đó, ngồi trong xe rất là rộng rãi nha em, đi êm ái cực kỳ. Dòng mà thì nó lợi lắm, lợi xăng mà lành tính, lành như Vios luôn nha, khẳng định cho anh em luôn. Động cơ con này là động cơ 1.6 của Nissan nha em, Nissan Nhật Bản. Nó nên là rất là lành, phụ tùng thay thế dễ kiếm dễ có. Ừ, anh em mà mua về đi mà ví dụ có trục trặc về vấn đề phụ tùng mà kiếm ra là anh em cứ alo cho em. Đấy, con này bên em bán mấy chiếc rồi bên em biết. Đó, lành tính cực kỳ, chạy rất là sướng nha em. Đấy, em bán về khách hàng đi xài rất là ok luôn. Đấy, cho em một cái đánh giá rất là tốt về con xe này nha anh em. Khám con này thì đến tháng 9 năm 2023, khám còn đến tháng 9. Đấy, khám rất là dài. Xe thì rất là đẹp, nội ngoại thất đều rất là đẹp, sơn xi bên ngoài bóng loáng như mới nha anh em. Đấy, có xi nhan gương này, nó đầy đủ hết. Rồi tự động lốp cửa. Đấy. Âm thanh loa đài máy lạnh hay nha anh em. Đấy, âm thanh loa đài hay, máy lạnh điều hòa rất là sâu, đặc biệt là máy có 0.6 thôi, chạy rất là nhẹ nhàng. Biển là biển Huế nha anh em. Bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho khách hàng mình khi mua. Anh em xe thì rất là xuất sắc luôn. Con này thì hôm nay bên em bán mức giá là 170 triệu nha anh em. 170 triệu bên em bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc nha. À, so với 170 triệu thì anh em không thể kiếm được con nào mà chạy ngon hoa con này đâu. Em khẳng định với anh em luôn, không có một con nào mà tầm 170 triệu mà chạy ngon, lành tính, đầm chắc. Đấy, tay lái trợ lực điện nè. À, con này chạy sướng hơn Vios nha anh em. Lành như Vios mà chạy sướng hơn Vios rất là nhiều. Em vẫn còn một con Vios, anh em cứ vào đây xem xe chạy thử là biết. Hai con là anh em thấy cái độ nó khác nhau, tầm tiền thì nó cũng ngang ngang nhau thôi, nhưng mà lành tính thì con này lành như Vios luôn, nhưng mà chạy thì chắc chắn con này chạy sướng hơn. Đấy, chạy cách âm rồi tốt hơn Vios, êm lắm, êm ái cực kỳ. Máy 0.6 lợi xăng, vô lăng tay lái trợ lực điện này, rồi cốp cốp sau cũng mở bằng điện này, nắp xăng cũng mở bằng điện này, nó có nút bấm ở đây anh em thấy không? Rất là hiện đại luôn. Được cái dòng nó khá là lành, máy 0.6 của Nissan thì rất là lành luôn. Samsung nha anh em, hãng này hãng Samsung. À, cái hãng mà anh em điện thoại mình hay xài đó, điện thoại Samsung mình hay xài đó, đó là cái của tập đoàn này luôn đấy, tập đoàn Samsung đấy. Người ta cũng sản xuất. Đấy, tập đoàn Samsung thì nó rất là nhiều ngành nghề nha anh em. Đấy, sản xuất ô tô rồi đầy đủ hết, điện thoại rồi đấy. Thì nó cũng là một hãng này. Hãng một công ty tập đoàn rất là lớn của Hàn Quốc nha anh em. Con này thì nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc. À, bảng đồng hồ rất là đẹp anh em thấy không? Bảng đồng hồ này, à, kim máy này, à, bảng đồng hồ 2010 thôi nhưng mà bảng đồng hồ những con 2018, 2019 chưa chắc đẹp bằng con này. Bảng đồng hồ cực kỳ đẹp luôn. Bên đây thì nó báo xăng, hiển thị xăng đồ, hiển thị bao nhiêu lít trên 100 cây đồ. À, logo của Samsung đây, hai túi khí hai bên nha anh em. Đấy. Màn hình đồ âm thanh loa đài này rất là hay nha anh em. Màn hình âm thanh loa đài đầy đủ này. À, khóa mốt theo xe, khóa mốt đều hacker luôn, cắm vào là nổ thôi. À, máy đó nè, dứt cái nổ, máy nổ rồi đó, máy lạnh điều hòa máy nè, đấy, máy lạnh điều hòa rất là sâu, âm thanh loa đài này đủ côn số nhẹ nhàng nha em, tay lái trợ lực điện nha, đấy, tay lái trợ lực điện nhẹ nhàng cực kỳ, chạy sướng lắm nè, tay lái này trợ lực điện này nó lên tốc độ cao, nó chắc cái tay lái, nó cứng tay lái là mình làm cảm giác lái nó phê lắm anh em. Ừ. Giá tiền rất là hợp lý luôn. Đấy, 2010 đời cao nữa. Đó, so với tầm tiền 170 triệu thì đời 2010 là đời khá là cao rồi. Đó. Kính bấm điện hoạt động tốt hết như này. Lên kính lên kính xuống bình thường đó nha. Trần là bọc 5D rồi này. Đó, 5D rất là sạch sẽ rồi. Đó. Đèn em sẽ kiểm tra lại, đèn trước là đèn đủ này. Đó. Đó, đèn trước là đèn đủ hết nha nè. Đấy. Trắng nắng rồi còn đẹp đó nha. Nội thất em xe một kem nha nè, kem đen, sang trọng cực kỳ luôn.
Nó có 170 triệu mà anh em có một con xe mà lành tính như Vios, lợi xăng như Vios, mà chạy sướng như Cru. Rất là ngon. Tầm tiền 170 triệu thôi. Con số nhẹ nhàng cực kỳ nha, nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Một mẫu xe sedan hai đầu này, báo thất gia ông Toàn, báo giờ đổ đây nha, báo nhiệt độ đổ đây nha anh em. Đó, báo đây. Ưu tiên. Âm thanh thì rất là hay. Âm thanh cực kỳ hay luôn nha anh. Video rồi, có này đủ như này không ấy. Có video rồi này đủ luôn. Máy lạnh điều hòa rất là sâu. Vô lăng thay lái trợ lực nhẹ nha anh em. Gương kính bóng điện hoạt động chỉnh điện hoạt động tốt đấy này. Đây nắm cửa rồi mở nhẹ nhàng lắm nè. Mở nhẹ nhàng cực kỳ luôn đấy. Nói trong dòng này thì chắc chắn mình tôn vỏ cam kết với anh em mà không một mọt không đâm đụng ngập nước nha. Cốp điện mở đây nè. Anh em thấy nhấn cái đây là cái sâu mở ra. Xe thì có cảm biến lùi nữa nha nè. Cảm biến lùi ở đây nè. Cảm biến lùi khi mà dê gần lụng mà nó tít 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 rất là ok luôn. Nội thất thì xe cực kỳ đẹp nha nè. Con này tôn vỏ thì anh em yên tâm nha, tôn vỏ vàng đồng cứng cáp lắm. Nhập Hàn Quốc mà anh em biết là xe nhập thì thường cái gì nó sẽ rất là ok. Đó, tôn vỏ này chắc cực kỳ luôn. Chạy em ái cái âm tốt anh em. Anh em cứ vào xem xe chạy thử sẽ rõ nha. Đó, em cảm nhận người êm ái lắm, chạy cách âm cực kỳ tốt luôn này. Kính bấm điện rồi đây, hoạt động tốt hết nha anh em. Này, ốc lề cửa theo xe là còn nguyên. Cam kết với anh chị mình là không đông đụng, không ngập nước nha. Gầm bệ máy móc đẹp. Con này anh em nói thật, anh em về đổ xăng là chạy thôi, bao cho anh em chạy thoải mái luôn. Đó, có vấn đề gì anh em cứ gọi cho em. Đấy, hỗ trợ anh em mình hết mình luôn. Đó, xe thì quá yên tâm. Máy chấm 6, máy của Nissan thì không có gì phải sợ hết nha anh em. Cốp là cốp điện nha, những cái cốp lại mở chứ không có giật cái xe này cáp như những dòng khác. Này, cột kề hai bên là bên em kiểm tra tất cả hết cho anh em mình rồi, là còn nguyên hết, nguyên si. Đèn đuốc theo xe rất là đẹp. Con này phom dáng đẹp cực kỳ, lạ nữa, phom dáng nó nhìn lạ lắm. Chạy sướng lắm nha anh em. Con này chạy thì so với những con mà Accent đồ đời mới, Elantra đời mới là thua chấp anh nha. Con này nó chấp hết, em nói thật. Đó, cái này là zin nguyên bản theo xe nha, tôn vỏ nguyên bản này, còn rất là đẹp. Anh em mua về đổ xăng là chạy coi. Mấy cái đường keo đó là nguyên bản của xe đó nè, xe nhập. Đấy, đóng lại đây anh em thấy không, phần đuôi xe rất là đẹp rồi. Đuôi xe nhìn rất là cao ráo rộng rãi nha anh em. Dòng này nó rộng rãi cực kỳ. Biển Huế nha anh em, bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho khách hàng mình khi mua nha. Samsung SM3 gầm bệ này anh em thấy không, rất là xuất sắc luôn. Máy móc con này thì nổ rất là thì thầm nha anh em, nổ rất là êm. Máy móc hầu như là nguyên bản hết nha anh em, máy móc nguyên bản, chưa có làm lại. Còn mặt dàn còi thì người ta mở, người ta thay roan là chuyện bình thường. Còn phần máy chính ở dưới á, bít tông rồi thì còn nguyên. Nội thất bên trong anh em thấy đây, nội thất hai màu nha anh em, kem đen, sang trọng và sáng xe cực kỳ. Nói chung mới một tầm 170 triệu thì không có con xe nào mà qua con xe này đâu. Anh em mà thiện chí thì cứ vào để xem xe chạy thử là anh em sẽ cảm nhận được cái độ chất và cái độ êm ái của con xe. Xem thử là em có nói đúng hay không nha. Đấy, xe thì bên em bán, bên em tả thật hết cho anh em mình vô khỏi mất công mà em đi về. Đấy, tả là chỉ có chuẩn thôi. Với lại xe mà nó có những cái vấn đề gì bên em cũng cố gắng khắc phục hết cho anh em. Đấy, chỉ có đấy. Nên là anh em tất cả cái xe về, và khi mà về bên em thì nó hoàn hảo nhất rồi, hoàn hảo nhất trước khi về tay anh em rồi. Đấy, nội thất rất là đẹp nha, có 170 triệu. Form dáng đẹp, form dáng con này rất là đẹp và rất là lạ nha anh em, rất là đẹp, rất là lạ. Đó, trong đây có hộp này, thêm tí rồi trong đây còn nguyên này. Đó, để đồ rồi còn nguyên. 170 triệu bên em bao vận chuyển nha anh em, anh em nào cần alo ngay số điện thoại cho bên em. Bên em thì bên em bao ship, bao vận chuyển toàn quốc. Anh em cứ kết bạn Zalo hoặc là gọi điện số điện thoại thì bên em sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình luôn, tư vấn cho anh em từ A đến Á luôn. Miễn anh em thiện chỉ mua thì bên em sẵn sàng bán cho anh em, ở đâu anh em cũng bán nha anh em. Đấy, anh em chỉ cần anh em thiện chỉ thôi là bên em vận chuyển xe đến tận nhà cho anh chị em mình luôn. Cửa nẻo thì đóng êm chắc.
dòng này nó cách âm tốt lắm, chạy sướng như cru anh em, mà lành tính là như Vios luôn. Đấy, máy cái Nissan này thì máy của Nhật mà anh em biết rồi, đồ đại diện của Nhật thì anh em cũng biết rồi, nó bền bỉ cực kỳ, bền bỉ và nó ngon lắm. Đấy, lành như Vios, em nói là lành như Vios mà chạy sướng như cru. Đấy anh em hiểu vậy đó, form dáng đẹp nha anh em. Đấy, nhập nguyên con từ Hàn Quốc 2010 nha anh em, khá một năm nha anh em. Con này còn 7 năm, 7, 8 năm, khá một năm nữa mới hết. Đấy, 8 năm, 7 năm, 8 năm, khá một năm nữa. Đấy, thêm tiếp được theo xe là nguyên bản này. Máy là máy của Nissan nha anh em, Nissan Nhật Bản nên là rất là bền, phụ tùng thay thế có hết nha anh em, anh em yên tâm. Có vấn đề gì bên em, anh em cứ gọi em. Đấy, khi mà bên em bán xe thì bên em rất là có trách nhiệm, nên là anh em yên tâm, bên em sẽ hỗ trợ anh em hết mình. Đó, đó là những gì bên em nói nha anh em. Đấy, nói trên video, cam kết bằng văn bản cho anh em luôn. Đấy, mua bán thì mình phải kiếm lấy uy tín chứ anh em. Đấy, nói gì có chữ nha anh em. Đấy, Samsung SM3 khóa mốt rồi đầy đủ nha, có xi nhan gương rồi đầy đủ này, xi nhan gương này, SM3 xe nhập nguyên con từ Hàn Quốc nha anh em. Má, máy móc hoặc là máy móc hộp số là của Nissan nên là anh em yên tâm, bền bỉ cực kỳ nha. Gầm bể đẹp nha anh em. Gầm này thì người ta gầm zin chưa có phủ gầm, anh em mà về đầu tư thêm khoảng 1,5 triệu, 2 triệu tiền phủ gầm nữa là nó đi anh em, là đi bao em luôn. Đấy, thứ nhất là vừa êm này, vừa chống rỉ, chống rết, chống mục này. Đó, giúp con xe mà nó bền bỉ hơn rất là nhiều. Anh em về đầu tư, chịu khó đầu tư cái phủ gầm vô là đi con này thì êm máy, cách âm cực kỳ tốt luôn. Đấy, cái gầm nó cũng rất là quan trọng nha anh em, rất là quan trọng. Anh em thấy form dáng con này không? Đẹp cực kỳ nha, màu đen nó sang, nhìn nó sang xe lắm. Đó, nhìn xe gì người ta tưởng xe tiền tỷ không, chứ không phải xe trăm mấy triệu đâu. Nhìn cái form dáng xe cái tưởng xe tiền tỷ anh em ấy. Đó, anh em nhìn nó sang xe cực kỳ. Form dáng con này em thấy rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn, mà giá tiền quá rẻ, có 170 triệu thôi. Anh em nào cần alo ngay cho em nha, giấy tờ hợp lệ nha anh em, bên em bao vận chuyển cho anh em, giấy tờ thì hợp lệ hết, rút hồ sơ công chứng giấy tờ bình thường hết nha anh em. Form dáng đẹp, Samsung SM3 nha em, nhập Hàn Quốc, động cơ với hộp số là của Nissan, phụ tùng thay thế là tất cả đều có nha, anh em yên tâm. Còn vấn đề đăng kiểm thì con này mới đăng kiểm xong, đăng kiểm bình thường và đăng kiểm 1 năm nha anh em. Form dáng rất đẹp, form dáng nhìn cứ như xe sang tiền tỷ á. À, mà giá chỉ có 100 mấy triệu thôi, quá rẻ. Đèn đầu đuốc đầy đủ hết rồi, lốp cửa tự động rồi, hai túi khí phanh ABS rồi, nói chung không thiếu gì hết. Mâm là mâm nguyên bản theo xe nha anh em, mâm nguyên bản theo xe, nhưng mà em cách tầng lại tí anh em, nhìn mâm nó sang hẳn ra. Đó, cái mâm này mình mà sơn màu bạc thì nó thường quá, nhưng mà mình cách tầng nó lại một tí nhìn rất là đẹp. Form dáng anh em thấy sang trọng cực kỳ nha. Đó, mà giá có 170 triệu thôi, quá hợp lý phải không anh em. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.